chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay chị cô xin review một số sản phẩm mà kính mời cô chú anh chị và các bạn xem tham khảo. Nếu mọi người ưng thì có thể mua để tặng người nhà hoặc là ai đó xem mà ưng thì có thể mua cho mình những cái sản phẩm này để đem. Hôm nay chị cô giới thiệu với lại quý cô chú anh chị và các bạn là một sản phẩm, đó là nhẫn đá sapphire gắn bạc và chạm khắc hoa văn rồng song long. Sản phẩm này được thiết kế 3D. Trên mặt đá chủ chiếc nhẫn này là một viên đá sapphire của Lục Yên Yên Bái, viên đá màu xanh nước biển nha mọi người nhé. Dạng nó hơi đậm nghiêng về màu tím than. Phía trên đây là ổ bao nhé, ổ miết nhé. Trên cái thành ổ bao này có những cái đường hoa văn đường cong rất là đẹp theo phong cách giống các nước như là Ấn Độ hoặc Pakistan. Còn phía hai bên má này được chạm khắc là mỗi bên một con rồng nhé. Nhẫn này là song long rồng 3D. Đấy, làm trên chất liệu là bạc ta, trong có lót lòng đồng tiền. Ngoài trang sức ra thì chiếc nhẫn bạc này có tác dụng là chống cảm gió cho mọi người nhé, chống cảm gió. Đấy, ngoài việc đeo trang sức ra còn chống cảm gió. Đá thì đeo theo tuổi, theo phong thủy hoặc là theo sở thích của mọi người. Nói những người không theo phong thủy nhưng mà mọi người này đeo theo sở thích, ví dụ mọi người thích sapphire vì sapphire nó là một cái loại đá quý rất là cứng rắn, đeo trong quá trình mà đeo trang sức rồi đeo làm việc nó rất là cứng và đeo nó không bị xước, đấy, nó bóng giữ lâu. Và mọi người đeo những cái sản phẩm về sapphire như thế này thì có thể là cái sản phẩm của mọi người sẽ rất bền, sau này mọi người không đeo nữa thì mọi người có thể cho con cháu, hoặc là mọi người không đeo bạc nữa thì mọi người tháo ra, mọi người đánh sang vàng tây vàng tay đều ok nhé. Đấy, sản phẩm rất là đẹp. Đấy, cái sản phẩm này chị cô làm bán với cái giá là 4 triệu cái sản phẩm này. Thế nhưng mà bây giờ đầu năm thì chị cô cũng muốn những cái sản phẩm đẹp này để tới ra tay mọi người, để mọi người trải nghiệm về chất lượng bạc, chất lượng đá quý sapphire bên chị cô bán, nên là chị cô để lại cho cả nhà với cái giá là giảm 50%, còn giá là 2 triệu để mọi người đeo và trải nghiệm đánh giá sản phẩm bên chị cô. Chứ 2 triệu thì mới đủ tiền đá thôi mọi người nhé. Còn bạc ở đây là 5 chỉ bạc. Đấy, tầm 5 chỉ bạc. Và tiền công, nguyên tiền công chạm khắc 3D này tại Sài Gòn hoặc là Hà Nội đã là tiền công chạm khắc 3D trên thiết kế mẫu là đã mất tiền 1 triệu mọi người nhé. Đấy. Và từ tiền công kim hoàn là 500.000 rồi. Thì đã là một tiền nguyên tiền công đã 1 triệu rưỡi rồi. Thế mà triệu vô lấy mọi người với giá là 2 triệu. Đấy, 2 triệu thì mới đủ có tiền đá, chưa có tiền bạc, chưa có tiền công thiết kế và chưa có tiền công kim hoàn. Đấy, để cho anh em với giá là 2 triệu để mọi người trải nghiệm. Nếu mọi người thích thì mọi người chụp màn hình nhé, mọi người chụp màn hình và nhắn qua Zalo, số Zalo 0947502999. Đấy, mọi người nhắn vào đó hoặc mọi người có thể gọi qua số điện thoại hotline 0854589999. Triệu Vôn sẽ tư vấn và phục vụ mọi người nhiệt tình.
qua video này mọi người ủng hộ Triệu Gôn bằng cách hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ Triệu Gôn nhé. Và để bật nút chuông thông báo để theo dõi nhiều cái video và nhiều cái sản phẩm đẹp và Triệu Gôn sẽ up lên kênh. Cảm ơn mọi người, chúc tất cả mọi người thành công trong cuộc sống.